Lâm Nguyên tỉnh dậy biến thành Lâm Nguyên, một vị tuyệt sắc thiên hương chi nhân. Bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp nhận. Từ đó, cái tên Lâm Nguyên xuất hiện trong danh sách các thế lực lớn trên cửu châu đại lục chú ý. Người trong thiên hạ đều cho rằng cái gọi là Hồng Nhan Hòa Thủy nói có thể chính là Lâm Nguyên. Vô số thủ lĩnh thế lực đều muốn đem Lâm Nguyên thu vào hậu cung. Thế nhưng Lâm Nguyên một nữ thần lòng đàn ông tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không khuất phục, ngược lại muốn cùng bọn họ tranh giành nữ thần trong thiên hạ. Lâm Nguyên từng bước một đi lên đỉnh cao nhất của võ học, quay đầu nhìn lại, những cái gọi là thế lực lớn kia toàn bộ phất tay có thể diệt. Trong lúc này, tỷ mùi đứng phía sau cũng thật không ít. Nam Cung Phó Xạ, Lý Hàng Y, Hải Đường Đóa Đóa, Hoàng Dung, Yêu Nguyệt, Đông Phương Bạch. Quả thực đều có thể trở thành một cái tăng cường sắp xếp, mỗi một cái thực lực đều là Lâm Nguyên đăng lâm đỉnh phong trợ lực. Mạng tiểu thuyết Phi Lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Chương 1 Thế giới này rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mở mắt ra lần nữa, Lâm Nguyên nhìn tòa nhà gạch xanh nói xanh ngoài cửa sổ thở dài một hơi. Vừa mới xuyên qua tới hắn vốn là mừng thầm, đợi đến vừa rồi đem nguyên chủ ký ức toàn bộ tiếp thu về sau, mừng thầm biến thành hoảng sợ. Đây là một thế giới mạng người như vụn cỏ, trật tự sụp đổ, thế giới cá lớn nuốt cá bé. Ở chỗ này sáu đại hoàng triều tần, Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh tranh bá thiên hạ, trong đó có hàng ngàn hàng trăm vương triều sinh tồn. Lục đại hoàng triều lôi kéo mấy trăm vương triều đều muốn thống nhất cửu châu, thành tựu một phen hoành độ bá nghiệp, công phạt lẫn nhau, chiến loạn không ngừng. Ở sau lưng các đại hoàng triều lại càng có long mạch, thánh địa chiếm cứ động thiên phúc địa cung cấp vũ lực đứng đầu ủng hộ giữa thánh địa và hoàng triều thuộc về quan hệ hợp tác, thánh địa phái đệ tử đi tham gia chiến tranh, hoàng triều phụ trách nghiêng tại nguyên tương ứng. Giang hồ, miếu đường tuy hai mà một, chẳng phân biệt được ta và ngươi, buộc chặt vào chiến xa muốn thống nhất thiên hạ. Vô số đại môn đại phái vì tại nguyên lại càng hăng hái tham gia. Khiến cho người người hướng võ, người người sùng võ. Đương nhiên miếu đường tranh bá, giang hồ phân tranh, binh hoang mã loạn vân vân, những thứ này đều không phải Lâm Nguyên để ý nhất. Quan tâm nhất chính là vấn đề của bản thân hắn. Bởi vì bây giờ anh đã biến thành cô, cũng từ Lâm Nguyên biến thành Lâm Nguyên. Két. Một tiếng vang nhỏ vang lên. Một gã lục y thiếu nữ đẩy cửa đi vào, trên tay còn bưng một cái khay, trên khay là một chén thuốc thang. "Sư muội, ngươi tỉnh rồi." Thanh âm thanh thúy giống như chim hoàng oanh. Khóe miệng Lâm Nguyên co giật thật sự là có chút không thích ứng với xưng hô này tỉnh lại sau giấc ngủ trên người mình thiếu một thứ gì đó nửa người dưới nhẹ đi không ít cũng nhiều hai thứ nửa người trên nặng trịch để cho lâm nguyên quá sợ hãi sau đó mò mẫm trên dưới cuối cùng xác định một việc đó chính là mình thành một nữ tử còn là một nữ tử tướng mạo có chút bất phàm một cái có thể nói là tiên tử trong thân thể ở một cái hèn mọn đại lão gia ngẫm lại cũng có chút khó chịu cẩn thận hồi tưởng một lần, lúc này mới xác định mình đã không thử Lâm Nguyên nữa. Từ một đại lão gia biến thành một nữ nhân, thành thiên kim đại tiểu thư của La một Cổ Trấn Lâm Phủ dưới chân núi Nga Mi. Bởi vì có chút thiên phú tu hành, bị đưa đến núi Nga Mi tu hành. Chỉ là Nga Mi phái dù sao cũng là danh truyền thiên hạ đại phái, đối với đệ tử yêu cầu tự nhiên cực cao, vả lại trong môn đệ tử số lượng cũng là cực kỳ khổng lồ. Lại có đệ tử hạch tâm, đệ tử tinh anh, đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, đệ tử tạp dịch phân chia năm cấp bậc lớn. Đối với các cấp bậc đệ tử có phân chia cảnh giới nghiêm ngặt. Đệ tử hạch tâm hậu thiên 8 tầng trở lên, thuộc về cao tầng trong phái Nga Mi, có thể độc lập đỉnh núi, đối ngoại sử dụng một ít đặc quyền của đệ tử Nga Mi. Các đời trưởng giáo Nga Mi đều được tuyển chọn trong các đệ tử hạch tâm. Trước mắt Nga Mi tổng cộng có 12 đệ tử hạch tâm, mỗi người đều là người kinh tài tuyệt diễm. Trong đó lợi hại nhất chính là Tô Mộng Thanh, nghe nói đã là nhân vật cấp bậc Tiên Thiên tông sư. Thanh danh vang dội nhất chính là tư chất tốt nhất Chu Chỉ Nhược, năm ấy mới 15 tuổi đã đạt tới Hậu Thiên 9 tầng viên mãn cảnh giới. Lại bởi vì nữ đệ tử Nga Mi khí chất trang nhã, võ công trác tuyệt, cho nên bình thường mà nói, lúc hành tẩu giang hồ đều sẽ nhận được tôn trọng cực lớn, là đối tượng được đông đảo môn phái đệ tử hâm mộ. Một môn phái lấy nữ tính làm chủ đứng sừng sững không ngã trên giang hồ Đại Minh, cùng với việc nữ tử cầm quyền có chút quan hệ mật thiết không thể tách rời. Thậm chí rất nhiều thánh địa thế lực tỷ như võ đang đều muốn cùng Nga Mi nữ đệ tử liên hôn, trong coi tương trợ. Điều này khiến Nga Mi càng thêm chú trọng bồi dưỡng nữ đệ tử, mặc dù có nam đệ tử, nhưng thủy chung đều ở dưới địa vị nữ đệ tử. Cảnh giới của đệ tử Tinh Anh bình thường nằm trên hậu thiên cảnh sau khi tu vi đánh tới hậu thiên bát trọng, một khi thông qua thí luyện môn phái liền có thể làm đệ tử hạch tâm. Môn phái thí luyện độ khó mỗi lần đều không giống nhau, có thể nói địa ngục cấp bậc, tình huống cụ thể, Lâm Nguyên tạm thời không có tiếp xúc, cho nên cũng không biết. Trước mắt số lượng đệ tử tinh anh cũng không tính là ít, ước chừng có hơn 50 người. Dưới đệ tử tinh anh chính là đệ tử nội môn này. Đây cũng là lực lượng trung gian của Nga Mi ước chừng có 520 người, là trụ cột vững vàng của phái nga mi hàng năm đi ra chiến trường trong nhân viên liền nội môn đệ tử nhiều nhất đệ tử nội môn tuyển chọn cực kỳ nghiêm khắc có thể nói là một đạo khảm của đệ tử nga mi bước qua mới xem như chính thức nga mi đệ tử có thể đối ngoại tự xưng nga mi đệ tử bước không qua liền chỉ có thể nói là ngoại môn đệ tử không thể tự xưng nga mi đệ tử có hai loại phương thức một loại là tu vi đạt tới nội khí cảnh thông qua nội môn nhập môn khảo nghiệm. Một loại khác chính là có tài năng đặc thù, bị phá lệ chiêu làm đệ tử nội môn. Nếu không chỉ có thể là đệ tử ngoại môn. Nội môn đệ tử đã bắt đầu tham dự Nga mi quản lý, mỗi tháng có chính mình tiền lợi phân phát. Số lượng đệ tử ngoại môn thì càng thêm phong phú, đệ tử ngoại môn còn gọi là đệ tử tục gia, số lượng khổng lồ, nhân viên rườm ra, người nào cũng có. Thông thường nam nữ không giới hạn, nhưng muốn thăng chức đệ tử nội môn, nữ đệ tử ưu tiên, nam đệ tử xếp sau. Chỉ là Nga Mi những năm này phát triển không tốt lắm, ngoại môn đệ tử số lượng đông đảo, nhưng là chân chính có thể trở thành nội môn đệ tử nhưng là không nhiều lắm. Hơn nữa Nga Mi xuất hiện thương vong không nhỏ trên chiến trường Đại Minh, khiến cho thanh danh Nga Mi bị hao tổn nghiêm trọng. Những năm trước đây cô hồng tử trưởng giáo Nga Mi chết trong tay vương triều Đại Minh, càng làm trầm trọng thêm hiện tượng này cũng may đọc cô nhất hạt và diệt tuyệt sư thái gánh vác đại lương chống đỡ nga mi nếu không nhân tài nga mi mất đi có thể càng thêm nghiêm trọng trên thực tế đệ tử các đại môn phái giang hồ phân chia đều giống nhau mục đích tuyển nhận đệ tử ngoại môn một cái là vì tuyển chọn nhân tài một cái khác thì là vì mở rộng thanh danh đệ tử ngoại môn thông thường đều cần đi ngoài sự đường bên trong lĩnh nhiệm vụ sau khi hoàn thành sẽ có phần thưởng nhất định càng mấu chốt chính là đệ tử ngoại môn mỗi tháng ít nhất hoàn thành hai lần nhiệm vụ mới được, nếu không liền xem như vi phạm môn quy trục xuất sư môn. Bởi vì trong thiên hạ nữ tính làm chủ môn phái quá ít, khiến cho đệ tử ngoại môn của Nga Mi nữ tính nhiều nhất, đương nhiên cũng hấp dẫn không ít nam tử lòng mang ái mộ nhau nhau hướng về Nga Mi. Mục đích không phải bái nhập nội môn đệ tử, mà là muốn tìm một tri tâm lương nhân cùng nhau song sáo giang hồ. Về phần tạp dịch đệ tử, không cần bao nhiêu, chính là làm tạp hóa còn không có tiền công loại kia đều là nga mi thu dưỡng một ít cô nhi chỉ cần tư chất tốt đều sẽ xếp vào hàng ngũ đệ tử ngoại môn tư chất không tốt cũng có thể cả đời áo cơm không lo chỉ là cần làm một ít việc vặt mà thôi lâm nguyên chính là một thành viên của đệ tử ngoại môn này tư chất không tính là tốt lắm chỉ có thể xem như bình thường ngược lại tướng mạo có chút xinh đẹp từ khi đi vào nga mi liền chiếm lấy ngoại môn thập đại mỹ nữ bản đầu bản cái gọi là người đẹp thị phi nhiều lâm nguyên cũng không ngoại lệ cũng may lâm nguyên bị nga mi một vị trưởng lão nhìn trúng thu làm đệ tử đích truyền ở bên trong ngoại môn coi như là có chút địa vị nhưng nga mi quy định rất rõ ràng vô luận là đệ tử của ai cảnh giới tu hành quyết định địa vị tu vi không đạt tới nội khí cảnh liền chỉ có thể là đệ tử ngoại môn cư trú trong ngoại sự đường dưới chân núi đương nhiên căn cứ địa vị bất đồng hoàn cảnh cư trú cũng bất đồng chỗ ở của Lâm Nguyên là một khu rừng nhỏ yên tĩnh, bình thường không có ai quấy rầy. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 02. Hai hàng máu mũi phun ra ngoài. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vì không phụ kỳ vọng của sư phụ, cho nên Lâm Nguyên muốn mau chóng bước vào nội khí cảnh, lúc này mới dẫn đến tu luyện có chút vội vàng sao động, căng cơ bất ổn, khiến cho tẩu hỏa nhập ma, để cho Lâm Nguyên chiếm cứ thân thể. Chỉ là nhìn gương mặt tuyệt mỹ trong gương, dáng người có lồi có lõm, Lâm Nguyên làm ra một hành động lớn mật. Đem cổ áo của mình trực tiếp kéo ra, sau đó cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Lớn quá! Trắng quá! Không nhìn thấy mũi chân. Hai hàng máu mũi chảy ra từ trong mũi. Triệu Linh Châu đang chải tóc cho nàng sau lưng nhất thời luống cuốn, sư muội làm sao vậy? Chẳng lẽ là di chứng tẩu hỏa nhập ma? Bối rối lấy khăn tay ra lau máu mũi cho Lâm Nguyên. Một trận gió thơm đánh úp lại, Lâm Nguyên kịp phản ứng, nơi này còn có người. Chợt cảm thấy xấu hổ, cúi đầu nhìn cẩn thận lau máu mũi Triệu Linh Châu cho mình, Lâm Nguyên theo bản năng vươn tay nâng cầm Triệu Linh Châu lên. Hai mắt nhìn nhau, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát người trước mắt, ừ, rất đẹp. Cô đã hoàn toàn quên mất mình là một người phụ nữ. Triệu Linh Châu bị một tay Lâm Nguyên đột ngột chỉnh có chút không biết làm sao, hai má hơi đỏ một chút, có vẻ càng thêm động lòng người. Khóe miệng Lâm Nguyên khẽ nhếch, theo bản năng đập cho Triệu Linh Châu một cái. Đúng vào lúc này, Triệu Linh Châu khẽ nhíu mày, sư muội. Sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Ánh mắt này lại có tính xâm lược như vậy một tiếng sư mùi thật giống như một thùng nước lạnh tưới lên người Lâm Nguyên, Lâm Nguyên nhất thời tỉnh táo lại, mình bây giờ là một nữ nhân vạn ác. Bộ dáng nghiến răng nghiến lợi làm cho Triệu Linh Châu hiểu lầm Lâm Nguyên mắc chứng tâm thần gì đó, nhất thời sợ tới mức sắc mặt có chút tái nhật. Chú ý tới biểu tình động tác của Triệu Linh Châu, Lâm Nguyên vội vàng làm bộ như không có việc gì, sư tỷ vừa rồi là hiểu lầm, đọc tiểu thuyết có chút mê mẩn, xin lỗi, xin lỗi triệu linh châu ánh mắt sáng lên đối với thoại bản tiểu thuyết nàng cực kỳ cảm thấy hứng thú giờ phút này nghe nói lâm nguyên xem đến mê mẩn tự nhiên cũng muốn nhìn một cái à đúng tiểu thuyết thoại lâm nguyên không nghĩ tới mình tùy ý bịa ra một lý do lại khiến cho triệu linh châu hứng thú xem ra chỉ có thể tiếp tục nói bậy tục ngữ nói một lời nói dối cần vô số lời nói dối đi hoàn thiện giờ phút này lâm nguyên liền có lấy đá đập chân mình cảm giác bất quá có thể khiến cho mỹ nữ như triệu linh châu sùng bái chú ý ít nhất có thể quan minh chính đại nhìn nữ nhân ngẫm lại vẫn là rất sảng khoái không thể không nói phàm là đệ tử nội môn nga mi thì không có xấu từng người khí chất như tiên tướng mạo phi phàm tuyệt đối là đại danh từ mỹ nữ có chuyện gì vậy thấy lâm nguyên kinh ngạc nhìn mình triệu linh châu có chút nghi hoặc hai má càng đỏ hơn có chút ngượng ngùng lâm nguyên xấu hổ ho khan một tiếng không có gì chỉ là đột nhiên phát hiện sư tỷ bộ dạng ngươi rất đẹp, khó trách nhiều như vậy nam đệ tử cả ngày đi theo ngươi mông vây quanh ngươi. Triệu Linh Châu, Nga Mi trưởng lão tỉnh không nhị đệ tử, tuổi 16, tu vi đã đến nội khí cảnh cửu trọng, kém một bước nội khí cảnh viên mãn. Nội môn đệ tử xếp hạng thứ 13 trên bảng xếp hạng. Lâm Nguyên còn có một đại sư tỷ Lý Minh Hà, hậu thiên cảnh tầng 8 tu vi, tinh anh đệ tử người thứ 3 năm nay có hy vọng thăng chức hạch tâm đệ tử đứng đầu chọn một trong. Lâm Nguyên là tỉnh không trưởng lão tam đồ đệ, cũng là nhỏ nhất một vị, đã nhập môn hai năm. Tuổi tác không lớn, chỉ có 15 tuổi. Tu Vi chỉ là tráng nguyên cảnh, còn không có sinh ra nội khí, tư chất quả nhiên không tính là tốt. Chỉ là bởi vì Lâm Nguyên kia đã chết cha mẹ cùng tỉnh không trưởng lão là chí giao hảo hữu, cho nên mới có thể thu Lâm Nguyên làm đồ đệ không cầu Lâm Nguyên có thể trở thành đệ tử hạch tâm, chỉ cầu Lâm Nguyên có thể có một chỗ dựa vững chắc, vui vẻ sống sót. Triệu Linh Châu bị hành động dị thường của Lâm Nguyên làm cho hoảng sợ, đưa tay thăm dò nhiệt độ cơ thể của Lâm Nguyên một chút, cái này cũng không phát sốt nha, hôm nay sao lại nói mê sản. Lâm Nguyên nở nụ cười, loại cảm giác được người quan tâm này thật tốt, kiếp trước cảm giác như vậy thật sự ít có. Sư tỷ, yên tâm đi, ta không sao triệu linh châu cẩn thận kiểm tra thân thể lâm nguyên một phen thậm chí còn dùng nội lực tiến hành dò xét xác định lâm nguyên quả thật đã không có gì đáng ngại lúc này mới yên lòng đi tới sau lưng lâm nguyên bắt đầu chải tóc cho lâm nguyên tối hôm qua lâm nguyên đứng vững trước tiểu liên hoa phong không trở về phòng nhỏ của mình bởi vì tẩu hỏa nhập ma kinh mạch toàn thân loáng thoáng co giật cả người không dùng được khí lực cho nên mới có triệu linh châu rửa mặt chải đầu cho nàng ngươi nhà chính là quá nóng vội tu luyện là từng bước một cái dấu chân đạp kiên định thực mới có thể dân trào hướng về phía trước nào có ngươi loại này đi lên liền cấp công lợi cận lúc này biết lợi hại rồi chứ xem lần sau ngươi còn dám không tu vi của ngươi thấp còn không có gì tu dưỡng vài ngày thì tốt rồi nếu tu vi cao giống như đại sư tỷ phỏng chừng chết cũng không biết chết như thế nào triệu linh châu tận tình khuyên bảo lâm nguyên Lâm Nguyên thở dài một tiếng, hiểu ý Triệu Linh Châu. "Chi a." Cửa phòng bị mở ra, một nữ tử mặc quần áo màu hồng nhạt, trước ngực thêu hoa mai đi vào, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, thân hình yếu điệu, làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh như băng. Chính là đại sư tỷ Lý Minh Hà của Lâm Nguyên. Lý Minh Hà tiến vào trong phòng Lâm Nguyên nhìn về phía Lâm Nguyên và Triệu Linh Châu, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. "Tư chất của mình không tính sao?" Liêu lĩnh lung tung dẫn đến tẩu hỏa nhập ma cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Thanh thản ổn định làm linh vật không tốt sao? Lý Minh Hà nói có chút nặng nề, rất là nghiêm khắc. Cô thoạt nhìn rất không thích Lâm Nguyên, có lẽ là Lâm Nguyên lớn lên xinh đẹp hơn cô, hoặc là Lâm Nguyên xuất hiện cướp đi sự quan tâm của sư phụ tỉnh không, cũng có thể là tâm tư khác. Sư tỷ, Triệu Linh Châu nhất thời không dám nói gì, lúng túng vội vàng hành lễ. Trong trí nhớ của Lâm Nguyên, đại sư Tỷ Lý Minh Hà rất ghét mình, khắp nơi đều nhằm vào mình. Hiện tại thời điểm như vậy, nàng nhất định sẽ tới bỏ đá xuống giếng, chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Hơn nữa lần này Lâm Nguyên tham công liều lĩnh, tẩu hỏa nhập ma cũng có một phần nguyên nhân rất lớn đến từ Lý Minh Hà. "Chào đại sư tỷ." Lâm Nguyên ông quyền hành lễ. Lý Minh Hà hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếp nhận, "Thân thể tốt chưa?" tốt thì ra ngoài luyện công ngươi hiện tại ngay cả thực lực làm linh vật cũng không có triệu linh châu vội vàng mở miệng sư tỷ thương thế của lâm nguyên còn chưa tốt nếu mạnh mẽ luyện công chỉ sợ thương thế sẽ nặng thêm ánh mắt lý minh hà hiếp lại nhìn về phía triệu linh châu ta hỏi ngươi sao triệu linh châu nhất thời không dám nhiều lời lý minh hà nhìn về phía lâm nguyên tôi hỏi anh sao anh không trả lời lâm nguyên ông quyền không người hồi đại sư tỷ thương thế của ta đã tốt không còn nhiều lắm có thể luyện tiếp tục tu luyện triệu linh châu nhất thời lo lắng muốn mở miệng lý minh hà đảo mắt một cái triệu linh châu trực tiếp ngậm miệng không nói không dám nhiều lời lý minh hà lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm ở nơi người khác không chú ý trên tay áo một lọ bột thuốc đều thấm đầy mồ hôi nếu thân thể đã tốt rồi vậy thì bắt đầu tu luyện cần nhắc đến thân thể ngươi còn không có hoàn toàn khỏi hẳn hôm nay lượng tu luyện liền tạm thời giảm một nửa đi lấy thùng nước xuống núi múc nước đi hôm nay cho tôi đầy năm vại nếu không không có cơm ăn mặt khác đây là tư âm đan đối với tẩu hỏa nhập ma thương thế rất có trợ giúp đem nó ăn đỡ phải lúc tu luyện lại xảy ra tật xấu gì lý minh hà buông đang dược xuống hư lạnh một tiếng xoay người rời đi lúc đi nhẹ nhàng thở vào một hơi triệu linh châu mở to hai mắt sau khi Lý Minh Hà đi xa, thật sự là nhìn không được phát ra sợ hãi thang, đại sư tỷ sao lại chuyển tính, phải biết rằng tư âm đan này chính là vô giá. Dùng điểm cống hiến của môn phái đổi cũng phải một ngàn điểm cống hiến một viên, trong này ít nhất có hai viên, vậy mà cứ như vậy cho ngươi. Sư muội có phải đại sư tỷ uống nhầm thuốc rồi không? Lâm Nguyên cười cười, không nói gì, nhìn phương hướng Lý Minh Hà biến mất, ánh mắt hiếp hít đại sư tỷ này xem ra không phải bề ngoài như vậy bất quá dáng người người luyện võ này quả nhiên yểu điệu triệu linh châu như thế đại sư tỷ lãnh diễm này lại càng như thế nhiệm vụ phát ra hàng ngày mỗi ngày tiến hành tiểu liên hoa phong hàng ngày tu luyện dựa theo tu hành tiến độ nhiệm vụ nội dung bất đồng phần thưởng ung cân lựa chọn một chấp nhận nhiệm vụ hàng ngày chết tiệt này thực hiện nhiệm vụ hàng ngày và chữa lành vết thương thêm lựa chọn 2 từ chối làm nhiệm vụ hàng ngày chết tiệt này, tiểu tiên nữ sẽ có dáng vẻ của tiểu tiên nữ, mỗi ngày đều xinh đẹp, làm một linh vật. Phần thưởng Mỹ lực cộng một Lâm Nguyên nở nụ cười, cái này còn phải lựa chọn, nhất định phải chọn một. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 03 tu hành cũng rất nhẹ nhàng bạn đang nghe tại truyện chấm audio triệu linh châu tính tình có chút nhu nhược thật sự có chút sợ hãi đại sư tỷ lãnh diễm này hơn nữa lý minh hà trước sau như một cường thế khiến cho triệu linh châu đối mặt với nàng luôn luôn một bộ khúng núng nhưng lý minh hà vừa đi nhất thời liền khôi phục bộ dáng ngây thơ hồn nhiên loại tính tình này làm cho người ta có một loại cảm giác không đáng tin cậy không thích hợp với đệ tử giang hồ sư muội ngươi tiếp tục tu luyện như vậy không có việc gì sao đại sư tỷ yêu cầu quá đáng lâm nguyên cười cười sư tỷ yên tâm đã không có chuyện gì cũng không biết sư phụ lần này xuống núi khi nào thì trở về đại sư tỷ chuyên quyền độc đoán như vậy thật khổ sở nha triệu linh châu cảm thán nói sư tỷ đại sư tỷ khẳng định có suy nghĩ của mình không dễ chịu trách móc nặng nề lâm nguyên an ủi triệu linh châu sau khi nói xong xoay người đi ra khỏi phòng. Thật giống như Lý Minh Hà nói, chuẩn bị đi tiến hành nhiệm vụ tu luyện hôm nay. Lúc sư phụ rời đi đã giao nhiệm vụ tu luyện cho Lâm Nguyên, cũng ra lệnh cho đại sư tỷ giám sát chấp hành. Hơn nữa đi tới thế giới như vậy, Lâm Nguyên cũng muốn đi phong cảnh cao nhất ngắm nhìn. Nghe nói trong những thế lực thánh địa kia đều có tồn tại đủ để xưng thánh tọa tổ, phất tay chặn sông đoạn hải, nhấc chân lên trời lẫm nguyệt đều là bình thường đại thần thông như vậy sao có thể không khiến người ta hướng tới. Hơn nữa Lâm Nguyên xinh đẹp như vậy, nếu không có đủ thực lực, vạn nhất bị người ta vuốt đi làm đồ chơi, ngẫm lại liền cảm giác ghê tởm. Tiểu Liên Hoa Phong chính là chỗ ở của tỉnh không trưởng lão, ba độ đệ hằng ngày đều ở đây. Toàn bộ Tiểu Liên Hoa Phong ngoại trừ tỉnh không và ba độ đệ còn lại đều là đệ tử tạp dịch, ở trong toàn bộ Nga Mi đều tính là thường thế đơn lực bạc. Điều này cũng có thể nguyên nhân Lý Minh Hà là người mạnh mẽ chướng mắt Lâm Nguyên, thật sự là tư chất của Lâm Nguyên có chút kém, đối với sự phát triển của tiểu liên hoa phong thật sự là có chút bất lợi. Ngược lại sư phụ tỉnh không không có tâm tư hiếu chiến tranh cường, cho nên toàn bộ tiểu liên hoa phong xem như tương đối bình thản. Từ sân nhỏ trên đỉnh liên hoa phong đến khe thanh tuyền dưới chân núi tổng cộng có 8.000 bậc thang. Nhiệm vụ tu luyện ngày xưa của Lâm Nguyên chính là lấy nước từ đỉnh núi xuống dưới chân núi cần phải đổ đầy mười vại nước lớn nước này thông thường chính là sử dụng hàng ngày hôm nay lại là nhờ phúc tẩu hỏa nhập ma chỉ cần đánh đầy năm vại nước là đủ rồi thường ngày nhiệm vụ tuyên bố đánh đầy tiểu liên hoa phong đỉnh ngày thường dùng nước thưởng nhiệm vụ mỗi lần hoàn thành lấy nước sức mạnh thêm một sức chịu đựng thêm một tốc độ thêm một cảnh giới tu luyện phân chia ở nga mi tương đối nghiêm ngặt bình thường từ thấp đến cao theo thứ tự chia làm tráng nguyên nội khí hậu thiên tiên thiên tông sư tráng nguyên tráng nguyên tên như ý nghĩa chính là lớn mạnh nguyên khí cái gọi là nguyên khí chính là gân cốt lớn mạnh gân cốt lớn mạnh tinh nguyên phụ thêm canh thuốc vì võ đạo trúc cơ về sau dưỡng tinh luyện khí đem một thân tinh nguyên hóa thành hạt giống nội khí khiến cho nội khí tự sinh từ đó bước vào cảnh giới nội khí lâm nguyên hiện tại liền ở vào giai đoạn này nguyên lai nàng bởi vì căn cơ có chút không đủ muốn mạnh mẽ cô động nội khí hạt giống sinh sôi nội lực dẫn đến tẩu hỏa nhập ma tinh nguyên không bị khống chế khiến cho kinh mạch bị hao tổn cô động một thân tinh nguyên mười không còn một từ lúc trước tráng nguyên cảnh cửu trọng rơi xuống tầng ba hiện tại cũng may tẩu hỏa nhập ma trình độ không sâu vả lại bị kịp thời phát hiện lúc này mới bảo trụ một thân căng cơ không đến mức trở thành phế nhân chỉ là cần một lần nữa tu luyện Lâm Nguyên xách theo hai thùng nước, từ đỉnh núi chạy về phía chân núi. Loại cảm giác thoải mái toàn thân này làm cho Lâm Nguyên đặc biệt thoải mái, rất hưởng thụ thân thể như vậy. Phải biết rằng xuyên qua trước kháng thế nhưng là bệnh mãn tính cuốn thân, toàn thân thời thời khắc khắc đều bị vây đau nhất trạng thái. Bước đi nhẹ nhàng, tám ngàn bậc thang rất nhanh đã đi được một nửa lộ trình. Xoay quanh đỉnh tiểu liên hoa uống lượng mà xuống, thưởng thức cảnh sắc chung quanh, bước chân Lâm Nguyên không tự chủ được nhanh hơn rất nhiều. Không hổ là người tu hành, thời gian 8.000 bậc thang một nén nhang cũng đã đi hết. Lâm Nguyên cũng không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Sau khi thanh tuyền giảng rót đầy hai thùng nước, một tay một cái vẫn cảm giác rất nhẹ nhàng. Có lẽ là tâm tình nguyên nhân, cũng hoặc là nguyên nhân nguyên thân, Lâm Nguyên cảm giác mình mang theo hai cái này ít nhất tổng cộng 100 cân thùng nước, không có cảm giác được chút nào nặng nề. Ngược lại bước chân nhẹ nhàng nhanh chóng chạy trên con đường nhỏ trong núi. Bất quá lên núi so với xuống núi tốn nhiều thời gian hơn. Phải mất nửa canh giờ mới từ chân núi lên tới đỉnh núi. Có lẽ là tu vi của Lâm Nguyên tuy rằng rút lui nhưng tố chất thân thể lại không bị ảnh hưởng, múc nước liền có vẻ dễ dàng. Liên tục múc nước qua lại 10 lần, đem cuối cùng một vài nước đánh đầy thời điểm, trong đầu vang lên thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm. Chúc mừng chủ ký sinh dựa theo yêu cầu hoàn thành một lần nhiệm vụ múc nước khen thưởng lực lượng tăng một sức chịu đựng tăng một tốc độ tăng một một dòng nước ấm đột nhiên hiện lên trong thân thể lâm nguyên sau đó chạy đi toàn thân nhất thời lâm nguyên cảm giác trên người vừa mới xuất hiện mệt mỏi cảm biến mất không thấy toàn thân tràn ngập lực lượng cả người lại phá lệ thoải mái khóe miệng lộ ra nụ cười đều nói xuyên việc giả hệ thống chuẩn bị xem ra lời ấy cho là thật chỉ là hệ thống này hiện tại từ then chốt quá ít còn cần cẩn thận xem xét chức năng cụ thể không suy nghĩ nhiều nữa lâm nguyên xách thùng nước chuẩn bị vượt mức hoàn thành nhiệm vụ múc nước năm vải nước còn lại cũng phải đổ đây lần này tốc độ không thể nghi ngờ muốn nhanh càng nhiều xuống núi lên núi tổng cộng dùng thời gian chỉ có hơn một canh giờ một chút dựa theo lâm nguyên chính mình phỏng đoán tốc độ ít nhất tăng lên năm thành cứ như vậy năm vải nước lớn này sẽ nhanh chóng đổ đây đến trưa Lâm Nguyên đã gánh đầy năm vại nước lớn. Mỗi một lần đều sẽ đạt được một lần khen thưởng, tuy rằng khen thưởng đều là lực lượng thêm một, sức chịu đựng thêm một, tốc độ thêm một loại phần thưởng nhỏ này. Nhưng không chịu nổi số lần khen thưởng nhiều a. À. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày múc nước, phải chăng hiện tại đệ trình nhiệm vụ? Vâng, không. Đinh. Hệ thống nhắc nhở nhỏ, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ sẽ nhận được càng nhiều phần thưởng nha. Lâm Nguyên mừng rỡ, hệ thống này đáng tin cậy. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 04. Tuyên bố nhiệm vụ đồng tử. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Tạm thời không đệ trình, tiếp tục tiến hành nhiệm vụ múc nước. Lâm Nguyên trực tiếp hóa thân thành cuồng ma gánh nước, lần lượt chạy trên đường núi. Bởi vì mỗi lần hoàn thành một lần múc nước Đều sẽ đạt được một lần tăng trưởng điểm thuộc tính Cho nên hiện tại nàng rõ ràng cảm giác được tuyệt đối lợi hại hơn mình lúc trước gấp đôi Khi tất cả mười bể lớn được đổ đầy nước Mặt trời vòng qua đỉnh đầu khoảng 3 giờ sáng Hệ thống, đệ trình nhiệm vụ Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành vượt mức nhiệm vụ múc nước Đạt được phần thưởng vượt mức Tiểu hoàng đang một lọ, tẩy tủy đang một khỏa Đúng lúc này nhị sư tỷ triệu linh châu đến tìm lâm nguyên ăn cơm quy củ của tiểu liên hoa phong bọn họ là một ngày hai bữa cơm buổi sáng lúc mặt trời mới sinh một bữa buổi chiều ba bốn giờ một bữa lúc này vừa vặn đến giờ ăn cơm sư muội ngươi hôm nay ăn cái gì lợi hại như vậy thường ngày thời điểm ngươi tối đa chỉ có thể đánh đầy tám vại nước còn phải đợi đến buổi tối thời điểm hôm nay vậy mà đánh đầy mười vại triệu linh châu lộ ra ánh mắt khó tin nhìn lâm nguyên lâm nguyên cũng lộ ra nụ cười đúng vậy không biết chuyện gì xảy ra hôm nay cảm giác sức lực lớn hơn triệu linh châu sửng sốt kinh hỉ nói ngươi sẽ không đột phá chứ lâm nguyên nhíu mày cảm nhận một chút lắc đầu không có không chỉ không có đột phá còn biến thành tráng nguyên tam trọng triệu linh châu nhất thời biến thành mặt mướp đắng hả lúc này lý minh hà cũng đi tới nhìn mười miệng lớn đầy vại nước lông mày hơi nhíu lại thấy Triệu Linh Châu cũng lập tức lộ ra thần sắc hiểu rõ. Hai mắt hàm sát, trực tiếp nhìn về phía Lâm Nguyên và Triệu Linh Châu, khí cơ trên người ngưng tụ, có chút không khách khí nói. Lâm Nguyên, Triệu Linh Châu. Nước trong mười vại này là chuyện gì xảy ra? Triệu Linh Châu mỗi lần đối mặt với Lý Minh Hạ đều có chút sợ hãi rụt rè. Sư, sư tỷ đều là sư muội lúc trước múc nước đánh, nàng, nàng lợi hại đi. Lý Minh Hà nhíu mày, ngươi cảm thấy ta có tin hay không triệu linh châu lập tức yên lặng hưng phấn đi thẳng qua nhưng 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 mà lý minh hà một hồi tay trực tiếp cắt đứt nàng ngươi như vậy sẽ chỉ hại nàng tu luyện cũng là tu tâm chút khổ múc nước này cũng chịu không nổi như thế nào tại tu hành con đường đi lâu dài mười vải nước này là ai đánh lên không quan trọng muốn đem chuyện này tiếp qua như vậy lâm nguyên lâm nguyên tiến lên một bước che triệu linh châu ở phía sau hiểu được đại sư tỷ lý minh hà tuyệt đối sẽ mượn đề tài này để phát huy bất cứ chuyện gì vượt qua nhận thức của nàng khẳng định đều có vấn đề đây là khuyết điểm của lý minh hà cũng là ưu điểm cho nên không cần phải cãi lại bởi vì cãi lại vô dụng còn không bằng không lãng phí miệng lưỡi đại sư tỷ lý minh hà rất hài lòng với thái độ của lâm nguyên từ sau khi tỉnh lại dường như đã thay đổi thành một người khác lễ phép hơn trước nhiều những này vải nước chờ chút ta sẽ rút đi năm vải nước, chỉ cần ngươi hôm nay lại đem này rút đi năm vải nước đánh đầy, chuyện này liền dừng ở đây, đây là trừng phạt cũng là khen thưởng, hiểu chưa? Giọng Lý Minh Hà rất nghiêm khắc. Lựa chọn một, cự tuyệt Lý Minh Hà làm khó dễ nhiệm vụ, cũng mắng to nạn vô sĩ, nhiệm vụ khen thưởng. Mỹ lực 3, uy nghiêm đi một. Lựa chọn 2, tiếp nhận Lý Minh Hà làm khó dễ, dùng hành động thực tế chứng minh thực lực của mình khen thưởng nhiệm vụ. Lực lượng thứ hai, tốc độ thứ hai. Lâm Nguyên hít sâu một hơi, lão tử có thể chịu được sự tức giận này của ngươi sao? Hệ thống cho ta lựa chọn hai. Nếu không là lão tử hiện tại đánh không lại ngươi, tuyệt đối đem ngươi ấn ở trên giường cho ngươi biết vì sao hoa lại đỏ như vậy. Khen thưởng chủ ký sinh lực lượng thứ hai, tốc độ thứ hai. Nhiệm vụ trừng phạt của Lý Minh Hạ được công bố. Một lần nữa đánh đầy năm vại nước, phần thưởng nhiệm vụ không biết lâm nguyên không người vâng đại sư tỷ lý minh hà rất hài lòng với thái độ của lâm nguyên gật đầu xoay người rời đi triệu linh châu tức giận nhưng khi lý minh hà còn ở đây thì không dám làm lý minh hà vừa đi nhất thời quay đầu nhìn về phía lâm nguyên sao cậu không giải thích một chút đây rõ ràng là cố ý làm khó dễ cậu lâm nguyên cười cười không thèm để ý nói đó là ngươi không thấy đại sư tỷ vất vả, toàn bộ tiểu liên hoa phong trên chỉ có một mình nàng đang cố gắng lo liệu. Vô luận là sư phụ hay là người ta tại nguyên tu luyện đều là nàng tại thay chúng ta tranh thủ, hơn nữa còn thường thường đem chính nàng tại nguyên tu luyện phân cho chúng ta một ít. Lúc này mới để cho chúng ta mỗi ngày vô ưu vô lự, ngoài trừ tu luyện chính là tu luyện. Nàng cũng muốn tìm người chia sẻ với nàng một chút, lúc này mới tạo thành đối với chúng ta có chút nghiêm khắc sư phụ tổng cộng chỉ có ba đồ để chúng ta, tất cả chỉ có thể dựa vào ba người chúng ta. Lời này Lâm Nguyên đều tin. Triệu Linh Châu vẫn có chút tức giận, nhưng chuyện này rõ ràng là nàng oan uổng ngươi, tại sao lại để cho ngươi chịu trừng phạt? Lâm Nguyên lắc đầu, không sao cả. Đương nhiên không sao cả, bởi vì sự tồn tại của Lý Minh Hà, mình đã chơi gái không ít hệ thống khen thưởng, quả thực là một đồng nữ tặng tiền. Cái này cần phải cung phụng thật tốt hiện tại đánh không lại nàng, đợi đến khi có thể đánh qua nàng khẳng định đem nàng bắt lại mỗi ngày để cho nàng cho mình lựa chọn nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên trong nội tâm một mảnh lửa nóng, tu luyện tu luyện, phải mau chóng tu luyện. Tốc độ gánh nước nhanh hơn ba phần. Khi tháng lên ba sao, lại gánh đầy năm vại nước lớn. Lâm Nguyên không chỉ không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại cảm thấy tinh thần sáng láng, vô cùng thoải mái toàn thân đều có một loại khí huyết tràn đầy toàn thân cảm giác. Thật giống như một quyền có thể đánh chết một con trâu vậy. Một bên nhẹ nhàng đi về phía nhà ăn, một bên chuẩn bị nếm thử một chút tâm pháp và khinh công mới của Nga Mi. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 05. Tẩy tuổi nguyên lai rất thống khổ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vừa mới vận chuyển tâm pháp Nga Mi, chuẩn bị di chuyển tinh nguyên, nhất thời một cổ tinh nguyên lớn tự phát xuất hiện, theo kinh mạch hướng chỗ đang điền hội tụ, thiếu chút nữa đem đan điền của Lâm Nguyên nổ tung. Đây là tình huống gì? Chỗ đang điền truyền đến cảm giác trướng đau nhất thời đem động tác của Lâm Nguyên cắt đứt, khá lắm, thiếu chút nữa bị no chết. Cẩn thận nghĩ lại liền hiểu được, tư chất tu hành của Lâm Nguyên quả thật không được tốt lắm, cho nên đan điền rất nhỏ hẹp kinh mạch cũng rất nhỏ mà tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng sao dẫn đến số lượng tinh nguyên trong nháy mắt tăng lên rất nhiều đan điền căn bản là dung nạp không nổi nhiều tinh nguyên như vậy may mắn phát hiện sớm nếu không đan điền bị nổ tung chuyện kia liền lớn muốn giải quyết cũng đơn giản đây không phải là tẩy tủy đang có phần thưởng sao tẩy tủy đang này chính là đại dược tẩy tinh phạt tủy nghe nói là bảo dược trấn phái của thánh địa Thiếu Lâm, mấy chục năm mới có thể luyện được một viên. Hiện tại càng là đang phương biến mất, khiến cho Tẩy Tủy đang trở thành đan dược trong truyền thuyết. Công hiệu chủ yếu chính là tẩy tinh phạt tủy, thay đổi tư chất, về phần có thể thay đổi bao nhiêu đó là ngẫu nhiên. Mà Tiểu Hoàng Đan cũng là thánh địa Thiếu Lâm sản xuất, đồng dạng thuộc về trong truyền thuyết đúng đan dược, mỗi 10 năm mới có thể luyện chế một lò. Một lò mới năm viên có thể chậm rãi cải thiện người tư chất, đồng thời gia tăng 2 năm tu vi. Cải thiện gân cốt, đối với cường cân kiện thể có kỳ hiểu. Truyền thuyết thiếu lâm còn có một loại gọi là đại hoàng đan, chỉ là giống như tẩy tủy đan, đã mất đi đan phương, trở thành tuyệt vang. Một viên đại hoàng đan có thể gia tăng công lực 30 năm, là bảo dược vô thường. Lâm Nguyên ở đây có một viên tẩy tủy đan và một bình nhỏ 10 viên tiểu hoàng đan. Lượng dự trữ đơn luân, có thể so với thiếu lâm hiện tại cũng không kém bao nhiêu. Lúc này trong căn tin đang đốt một ngọn đèn dầu, hiển nhiên là có người. Tiến vào nhà ăn, một phần thức ăn ấm áp đang đặt ở trong nồi nóng. Lâm Nguyên mỉm cười, đây là Triệu Linh Châu lưu lại, không thể không nói tính cách Triệu Linh Châu không thích hợp hành tẩu giang hồ, nhưng làm một hiền thê lương mẫu dư giả. Ở ngoài cửa sổ Lâm Nguyên ăn ngấu nghiến, một cô gái mặc quần áo màu hồng nhạt đang lặng lẽ nhìn Lâm Nguyên khóe miệng bất giác dơ lên, hai mắt nhìn chầm chầm Lâm Nguyên. Chính là Đại sư Tỷ Lý Minh Hà. Không thể không nói tướng mạo của Lâm Nguyên quả thật không phản đối, Đại sư Tỷ Lý Minh Hà này từ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Nguyên đã thích. Lâm Nguyên đem Đại sư Tỷ này cứng trắng bẻ công. Mà Lý Minh Hà sở dĩ bề ngoài chướng mắt Lâm Nguyên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là muốn bảo vệ Lâm Nguyên. Trong mắt Lý Minh Hà, loại hoa trắng nhỏ xinh đẹp như Lâm Nguyên vẫn luôn sinh trưởng trong nhà kính chưa từng trải qua mưa gió không biết thế giới bên ngoài đáng sợ như thế nào nhưng lâm nguyên sớm muộn gì cũng phải ra ngoài lang bạc chính cô lại không thể tùy thời tùy chỗ đi theo bên người như vậy chỉ có thể hiện tại hạ quyết tâm để cho lâm nguyên người trong lòng mình trở nên cường đại đây mới là nguyên nhân chủ yếu lý minh hà vẫn nghiêm khắc yêu cầu lâm nguyên nếu không sao không thấy lý minh hà bức bách triệu linh châu như vậy thật sự là triệu linh châu không có sinh trưởng ở trên trái tim của nàng lý minh hà cẩn thận trốn ở ngoài cửa sổ không hề phát hiện lâm nguyên đã sớm phát hiện ra cô từ khi tốc độ của lâm nguyên đạt tới trình độ nhất định về sau sinh ra một ít mơ hồ giác quan thứ sáu hoàn cảnh chung quanh bên trong có người nào đều có thể mơ hồ phản ứng ở trong lòng đương nhiên bởi vì thuộc tính còn không tính là cao cho nên có chút mơ hồ buổi chiều lâm nguyên đại khái phỏng đoán một chút thuộc tính sức mạnh có thể ảnh hưởng đến sức mạnh và sức tấn công sức chịu đựng ảnh hưởng đến thể lực và sức phòng thủ tốc độ phản ứng tốc độ di chuyển tốc độ phản ứng và tốc độ hồi phục có thể nói đây là ba yếu tố cơ bản nhất những thuộc tính này tựa hồ đạt được giới hạn nào đó sau đó có thể thức tỉnh một ít thần thông đặc thù ví dụ như hiện tại đối với hoàn cảnh chung quanh mơ hồ cảm ứng ăn cơm tối xong lâm nguyên trở lại phòng của mình đóng cửa phòng lại cẩn thận cảm giác một phen sau khi xác định không có người Lâm Nguyên mới cẩn thận lấy ra tiểu hoàng đan và tẩy tủy đan. Thất phu vô tội, đạo lý hoài bích kỳ tội Lâm Nguyên vẫn hiểu được, nếu như trên đỉnh tiểu liên hoa có người nào động tâm tư lệch lạc, đánh chủ ý lên con tôm nhỏ này của mình. Sư phụ tỉnh không cũng không nhất định có thể bảo vệ hắn, cẩn thận không sai lầm lớn. Khi tẩy tủy đang xuất hiện, gian phòng lập tức bị một cổ dị hương tràn ngập, ngửi một ngụm, đều cảm giác tinh thần sảng khoái. Nhìn đang dược trong suốt này, giống như tác phẩm nghệ thuật. Không hổ là đang dược cấp bậc truyền thuyết. Lâm Nguyên không do dự, nuốt một ngụm, trong phút chốc, dị hương biến mất. Đang dược vào miệng liền tan, một dòng nước ấm hướng về tứ chi bách hại của Lâm Nguyên lưu thông. Sau đó là thống khổ, thống khổ cực hạn. Lâm Nguyên cả người cảm giác xương cốt, kinh mạch trên người đứt gãy. Sự đau đớn đột ngột này khiến cô suýt hôn mê. Lưỡi gần như bị cắn đứt nhưng cũng lần thứ hai cân qua đợt thống khổ đầu tiên. Thời gian hai chén trà, Lâm Nguyên toàn thân giống như từ trong nước vớt ra, cả người đau như tôm lớn nấu chín. Lúc này nàng làm sao còn có bộ dáng tiên tử gì, chỉ có bộ dáng chật vật chật vật. Lại qua thời gian uống cạn chén trà, Lâm Nguyên đã giống như một vũng bùng nhão, gần cốt cả người toàn bộ vỡ nát, không có gần cốt chống đỡ, Lâm Nguyên đã không còn hình người nữa. Cảm giác đau đớn đi qua con thuyền, vị trí bụng dưới lại xuất hiện một dòng nước ấm ngay sau đó chính là cảm giác tê dại xuất hiện từ trên dưới toàn thân bắt đầu tiếp tục mượn gân cốt lúc này so với đau đớn còn đáng sợ hơn giống như ngàn vạn con kiến cắn xé trong cơ thể lâm nguyên đã hoàn toàn tuyệt vọng loại cảm giác này khiến cho nàng rất giống gãi chỉ là cả người kinh mạch đứt gãy liền há miệng năng lực đều không có làm sao có thể gãi loại cảm giác này dặn co suốt một canh giờ thời gian Lâm Nguyên đối tay phải mới có thể hơi nhúc nhích một chút. Bất chấp những thứ khác, Lâm Nguyên trực tiếp đem một lọ tiểu hoàng đang toàn bộ đổ vào trong miệng. Lúc này là thời khắc máu chốt nhất, trực tiếp quyết định tư chất tẩy tinh phạt tủy. Chỉ có đại lượng dược lực hoặc là công lực mới có thể bảo đảm tư chất tẩy tinh phạt tủy vượt qua trước kia. Mà tiểu hoàng đang trùng hợp là đang dược thích hợp nhất. Bản thân tiểu hoàng đang của thiếu lâm chính là vì tẩy tủy đang chuẩn bị, chỉ là sau này theo tẩy tủy đan phương mất đi tiểu hoàng đang dần dần trở thành đan dược cấp truyền thuyết cải thiện tư chất quý giá nhất theo mười viên tiểu hoàng đang dược lực trót vào lâm nguyên cảm giác thân thể của mình giống như đặt mình trong lò lửa thiêu đốt bình thường còn kiến bên trong cắn nuốt bên ngoài thiêu đốt khiến cho tinh thần lâm nguyên đạt tới cực hạn kém một bước sẽ sụp đổ tiếng hừ hừ khó chịu không ngừng truyền ra cũng may chung quanh chỗ ở của lâm nguyên không có ai khác ở chủ yếu vẫn là Lâm Nguyên có tỉnh không sư phụ này ở, cho nên ở khu ngoại môn đệ tử cư trú có một chỗ ở đơn độc, phong cảnh tú lệ, hoàn cảnh ưu mỹ, chỉ là có chút hẻo lánh. Lúc này mới không có ai nghe thấy. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 06. Không còn công cụ gây án bạn đang nghe tại truyện chấm audio suốt một đêm trôi qua lúc gà gáy lâm nguyên tản ra mùi hôi thối khó ngửi toàn thân đều bị vẫy đen bao bọc đây là sản phẩm lâm nguyên tẩy tinh phạt tủy lưu lại tuy rằng hiện tại không biết tư chất của mình tới trình độ nào nhưng từ cảm giác thoải mái trên người đến xem tất nhiên so với trước kia tốt hơn không ít trong lúc hoảng loạn đứng dậy ngửi ngửi mùi vị của bản thân hôi thối khó ngửi rất nhanh hướng về đỉnh núi tiểu liên hoa mà đi chuẩn bị đi nơi nào tắm rửa nàng cũng không xác định ở dưới chân núi tắm rửa thời điểm có thể hay không có đệ tử nhìn lén tốt xấu gì cũng đứng đầu bản mỹ nữ ngoại môn khẳng định không thể bị người ta nhìn hết đừng thấy tiểu liên hoa phong nhỏ phương tiện trên dưới lại cực kỳ toàn diện cái này không thể không quy công cho vị đại sư tỷ lý minh hà này sư phụ tỉnh không hoàn toàn là một trưởng quỷ phủi tây tất cả mọi thứ trên tiểu liên hoa phong hiện giờ đều do lý minh hà xử lý sáng sớm tiến vào phòng tắm tiến hành tắm rửa là lâm nguyên hiển nhiên có thói quen khác với bình thường cho nên lúc gặp phải lý minh hà khiến cho hoài nghi nhẹ nhàng ngửi cái mũi ngửi mùi hôi thối lâm nguyên để lại sau khi rời đi lý minh hà có chút không rõ nguyên do chẳng lẽ trái tim mình gặp phải phiền toái gì bị người ta gây chuyện hoặc là người nào đã làm gì cô nghĩ tới đây lý minh hà hai mắt hàm sát khí thế cả người trong nháy mắt bốc lên, tu vi hậu thiên cảnh bát tầng trong phút chốc không kiên nể gì triển khai. Nhanh chóng đi xuống núi. Nơi ở bình thường của đệ tử ngoại môn phái Nga Mi đều là dưới chân núi, chỉ có những đệ tử được trưởng lão chọn trúng mới có tư cách tu luyện trên đỉnh núi của trưởng lão. Mà dưới chân núi Nga Mi cũng là nơi tụ tập đông đảo nền tảng ngoại môn, nơi này đang đường, nhiệm vụ đại điện, công pháp hối đoái viện, nhiệm vụ cùng hưởng viện, đẳng cấp bình định viện, khí phường cái gì cần có đều có. Thậm chí tửu lâu, quán ăn cũng không thiếu, hơn nữa còn tương liên với la mục cổ trấn. Nghiễm nhiên có xu thế sinh sôi nảy nở thành một đại thành. Đồng dạng, cũng khiến cho nơi này có chút hỗn loạn, ngoại môn đệ tử trong đó vốn là người nào cũng có, phẩm hạnh không tốt người rất nhiều, hơn nữa rất nhiều muốn chuyện tốt muốn tìm một cái nha mi nữ hiệp làm bạn lưỡng người. Khiến cho nơi này ngư lông hỗn tạp, có chút hỗn loạn dưới tình huống bình thường lý minh hà không thích nơi này nhưng nghĩ đến hôm nay ngửi được mùi trên người lâm nguyên tất nhiên là đã xảy ra chuyện gì làm cho trên người lâm nguyên xuất hiện loại mùi này mà tính tình lâm nguyên cho tới bây giờ là nhẫn nhục chịu đựng không tranh không đoạt điều này khiến cho khả năng lâm nguyên bị người khác ức hiếp là rất lớn so với tần tùng vân và lăng hồi tuyết một trong mười tiên tử ngoại môn đệ tử bởi vì ghen tị với vẻ đẹp của lâm nguyên cho nên thường xuyên tìm người khi dễ nàng tư chất của hai người này hơi cao hơn lâm nguyên cũng rất có gia thế cho nên phía sau đi theo một đám liếm chó cộng thêm bản thân xinh đẹp có chút không biết liêm sĩ trên bản nha mi nội môn bên trong có chút tâm thuật bất chính người lúc này mới khắp nơi áp chế lâm nguyên trong mắt lý minh hà lâm nguyên xảy ra chuyện gì tìm hai người này khẳng định không sai tất cả lý minh hà nổi giận đùng đùng xuống núi trước tiên tìm được chính là hai người này Bên kia Lâm Nguyên không hề biết đại sư tỷ của mình đã sinh ra hiểu lầm, giúp cô giáo huấn người nào đó. Ngược lại có chút hưởng thụ ngâm mình trong nước ấm. Vuốt ve liền trong suốt long lanh, bóng loáng đến cực điểm, da thịt trắng nõn, cả người không tự chủ được chảy ra máu mũi. Cho dù là ai cũng sẽ không nghĩ tới lại có người bị thân thể của mình mê đảo. Dùng sức lau máu mũi, nhưng làm thế nào cũng không ngăn được hiện tại Lâm Nguyên vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với thân thể như vậy. Khá lắm, sự nam hắn nơi đó gặp qua tư thế như vậy, không chảy máu mũi cũng không xứng với dáng người như vậy. Sau khi thưởng thức thân thể mình một phen, Lâm Nguyên cảm giác mình có chút biến thái. Vì không hề tiếp tục biến thái đi xuống nạn nhanh chóng mặc vào quần áo, đi ra cửa phòng, chuẩn bị tiến hành hôm nay tu hành nhiệm vụ. Nhị sư tỷ triệu Linh Châu trùng hợp lúc này đi ngang qua, ngửi mũi quỳnh đi tới trước người Lâm Nguyên sư muội, ngươi dùng phấn thơm nhãn hiệu gì? Sao lại dễ ngửi như vậy? Có chút giống mùi u lan không cốc, lại có chút giống mùi hoa nhài, tóm lại rất dễ ngửi. Lâm Nguyên sửng sốt, sau đó giơ cánh tay lên ngửi một cái, đúng là một mùi lạ. Lúc trước bởi vì vết bẩn do tẩy tủy bài tiết ra khiến cho mũi của nàng ngửi thấy đều là mùi hôi thối, lần này tẩy sạch chì hoa, nhất thời cái loại dị hương từ trong ra ngoài phát ra liền xuất hiện. Nghe đồn người tư chất nghịch thiên đại đa số đều có dị tượng nào đó, có linh kiếm sinh ra, có thức tỉnh thần thông nào đó, có thân dài xuất hiện dị tượng nào đó. Mà lâm nguyên loại hậu thiên tẩy tinh phạt tuỷ người xuất hiện đại đa số đều là dị hương. Điều này đại biểu cho một thân tư chất đạt tới cấp bậc yêu nghiệt. Lâm nguyên mừng rỡ, nhìn triệu linh châu không ngừng ngửi nhẹ trên người mình, trực tiếp đánh tới. Anh làm gì vậy? phản ứng thân thể của võ giả khiến cho triệu linh châu tự động tránh đi nhưng cũng rất là tức giận lâm nguyên ho khan một tiếng sư tỷ bộ dạng này của chị có chút bất nhã triệu linh châu lúc này mới phản ứng lại chính mình thật giống như một người hèn mọn nhất thời lộ ra nụ cười xấu hổ một tay kéo lâm nguyên đi về phía căng tin bị bàn tay nhỏ bé có chút nhu nhược của triệu linh châu lôi kéo lòng lâm nguyên không hiểu sao rung chuyển cảm giác này không tệ mỗi ngày đều có loại phúc lợi này. Chỉ là có thể nhìn không thể ăn, không có công cụ gây án cô nhất thời lại có chút phiền muộn. Ai? Nắm hương xanh gầy. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 7. Hộ hoa sứ giả hộ hoa quyết tâm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Giờ phút này, dưới chân núi Nga Mi, biệt viện Nga Mi. Đại sư tỷ Lý Minh Hà cùng một nữ tử đồng dạng mặc quần áo màu hồng nhạt, tướng mạo thanh lệ đang dặn co. Người này cũng là đệ tử tinh anh của Nga Mi, hơn nữa xếp hạng còn trên Lý Minh Hà, là đệ tử tinh anh thứ hai Trương Hiểu Âu, một thân thực lực đồng dạng hậu thiên bát tần. Là một trong những chỗ dựa vững chắc sau lưng tần Tùng Vân. Như thế nào, người muốn ra mặt? Đối mặt với Trương Hiểu Âu mạnh hơn mình một chút, Lý Minh Hà vẫn cường ngạnh như trước. Đó là phong cách hành động của cô ấy. Trương Hiểu Âu khẽ không người thi lễ. Lý Sư muội, nếu Tùng Vân có chỗ nào đắc tội, ta thay nàng xin lỗi. Tư thái ôn nhu yếu ớt cùng Lý Minh Hà hình thành đối lập rõ ràng. Nhưng cũng bởi vậy mà đem đại bộ phận mọi người đồng tình bỏ qua, khiến cho đại bộ phận vây xem đệ tử đều đứng ở nàng bên kia. Lý Minh Hà có thể độc lập trưởng quản tiểu liên hoa phong, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấu kỹ xảo của Trương Hiểu Âu, chỉ là cũng không thèm để ý, vẫn cường ngạnh nói. Hơn nữa không phải xin lỗi tôi, về phần xin lỗi ai, trong lòng cô ấy rõ ràng. Giờ phút này Tần Tùng Vân ở phía sau Trương Hiểu Âu vẻ mặt mờ mịt, mình gần đây vẫn luôn bế quan, không trêu chọc ai. Sao đại tỷ của Tiểu Liên Hoa Phong lại đến tìm mình? Sáng sớm, nàng từ trong phòng vừa mới đi ra liền nhìn thấy Lý Minh Hà nổi giận đùng đùng đi tới sân của mình, không nói hai lời liền muốn động thủ may mắn trương hiểu âu đi qua ngăn cản công kích của lý minh hà nếu không một phen nổi khổ da thịt là khó tránh khỏi nhưng mình không có đắc tội với nàng chờ một chút tiểu liên hoa phong chẳng lẽ là tiện nhân lâm nguyên kia nói cái gì làm cái gì hừ quả nhiên là một kỹ nữ tâm cơ tôi chỉ biết lớn lên như cô ấy nhất định là tâm cơ kỹ nữ lý sư tỷ chị đang nói gì vậy Tùng Vân có chút không hiểu. Bộ dáng nhu nhu yếu ớt, hơn nữa biểu tình lạ chả muốn khóc nhất thời làm cho nam đệ tử chung quanh tâm đều hóa, hận không thể ôm vào trong ngực an ủi một phen. Một phen tư thái này trực tiếp làm cho đại bộ phận người nhìn về phía Lý Minh Hà trong ánh mắt đều mang theo một chút phẫn nộ, đem hiện trường trực tiếp biến thành ác bá khi dễ tiểu bạch hoa hí kịch. Lý Minh Hà hiếp hai mắt, trong mắt hiện lên một tia hàng quang. Trương Hiểu Âu nhất thời trong lòng quát to một tiếng, không tốt, Lý Minh Hà này là tới thật. Đồng dạng là ba người đứng đầu đệ tử tinh anh, nàng tự nhiên đối với đối thủ cạnh tranh hữu lực này có hiểu biết, thực lực của Lý Minh Hà rõ ràng là hậu thiên bát tần. Nhưng thực tế động thủ tuyệt đối có thể cùng hậu thiên viên mãn giao phong. Ngay cả triệu phán nhi tinh anh đệ nhất nhân cũng cực kỳ kiên kỵ nàng. Lại bởi vì Lý Minh Hà mỗi lần trước khi tức giận đều hơi hiếp mắt, cho nên bị gọi là quái hiếp mắt. Một khi Lý Minh Hà hiếp mắt, như vậy sự tình liền đại phát trương hiểu âu nghiêng người một cái che tần tùng vân ở phía sau không tiếp tục giả bộ nhu nhược nữa mục đích đã đạt thành người chung quanh đã phần lớn đứng ở bên cạnh mình không cần phải tiếp tục giả bộ nữa lý sư muội muội muốn thế nào tùng vân xem ra quả thật không biết lý minh hà tiến lên trước một bước khí thế quanh thân trong nháy mắt bốc lên cương phong lạnh lẽo trong phút chốc từ trên người nàng xuất hiện chuyện tiếp ta ba quyền coi như qua đi sắc mặt trương hiểu âu trầm xuống khí thế quanh thân đồng dạng bốc lên cùng lý minh hà tranh phong đối lập khí thế cùng thuộc về hậu thiên bát tận trong nháy mắt bộc phát khí tràn trên người hai người trong nháy mắt trống rỗng hết thảy trong phạm vi 5 mét quần chúng vây xem ăn dưa nhanh chóng lui ra phía sau khí tràn như vậy tuyệt đối là cao thủ cũng không phải bọn họ ngay cả nội khí cảnh cũng không có tiểu rác rưởi có thể trêu chọc nổi trong nháy mắt chung quanh hai người xuất hiện khoảng đất trống gần 10 mét Lý Minh Hà lại hiếp hiếp hai mắt, thân hình di động, quyền phải trong nháy mắt đánh tới Trương Hiểu Âu. Thế như sấm sét, mang theo khí thế quanh thân, một quyền đánh ra, tiếng gió chung quanh đều có chút bất động. Ánh mắt Trương Hiểu Âu ngưng tụ, khí thế cả người trong nháy mắt bộc phát, khí cơ ngưng kết, đồng dạng một chưởng đánh ra, một chưởng nhu nhược không xương thoạt nhìn không hề có uy lực, cũng kéo theo chung quanh sinh ra cuồng phong. Một chưởng mềm mại kéo dài va chạm với một quyền cương mảnh vô trù, trong phút chốc sinh ra một cổ dao động vô hình khuếch tán bốn phía lý minh hà lui về phía sau hai bước trương hiệu âu lui về phía sau ba bước thoạt nhìn ngang sức ngang sức nhưng tay phải trương hiệu âu lưng ở phía sau khẽ run rẩy hiển nhiên rơi vào thế hạ phong thực lực của lý minh hà quả nhiên không phải chuyện đùa thật sự không có đường sống quay về trong lòng trương hiệu âu kinh ngạc lý minh hà này xếp hạng sau mình nhưng phần thực lực này hẳn là vượt qua mình ánh mắt nhất thời trở nên hung ác nham hiểm. Nội lực quanh thân Lý Minh Hà vừa chuyển, lực âm hàn trong chưởng kình của Trương Hiểu Âu liền bị đuổi ra ngoài, ánh mắt Trương Hiểu Âu lại co rụt lại. Trong miên chưởng của mình ẩn chứa âm hàn lực mạnh bao nhiêu nàng là rõ ràng nhất, vẻn vẹn công phu như vậy, Lý Minh Hà cũng đã xua tan. Như vậy thực lực của Lý Minh Hà so với mình nghĩ còn mạnh hơn, đây đã không phải là thực lực hậu thiên bác trọng. Chỉ sợ hôm nay khó có thể thiện. Lý Minh Hà sẽ không để ý tâm tư của Trương Hiểu Âu, trực tiếp mạnh mẽ mở miệng. Không có. Trương Hiểu Âu lại nhìn Lý Minh Hà thật sâu, âm thầm cắn răng, tần tùng vân ngoại môn này phỏng chừng phải bỏ qua. Hiện tại mình có thể ngăn không được Lý Minh Hà, nếu thật sự là bị thương hai quyền, đối với nhiệm vụ ra ngoài ngày mai bất lợi, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Tần Tùng Vân một cái. Tần Tùng Vân là hoa giao tiếp trà trộn ở bên ngoài cửa, nhất thời hiểu được ý tứ của trương hiệu âu trong lòng có chút lạnh lẽo nhưng cố nén cảm giác lạnh lẽo trong lòng tiến lên một bước sư tỷ là lỗi của sư muội có gì sai ngại cứ việc giáo huấn sư muội gánh vác là được những lời này mang theo ba phần ủy khuất ba phần thỏa hiệp bốn phần nhu nhược nói đến lòng người vây xem đều muốn hóa hận không thể lấy thân thay thế nhưng với uy thế vừa rồi của lý minh hà không ai dám nhiều lời dù sao thực lực vi tôn tới chỗ nào cũng được Lý Minh Hà cũng không tránh ra, Đại Phương tiếp nhận lời xin lỗi của Tần Tùng Vân. Sau đó mở miệng nói. Đừng để cho ta biết ngươi khi dễ lâm nguyên, nếu không ngươi hậu quả khó lường. Trực tiếp mang theo uy hiếp lời nói để Tần Tùng Vân không dám nhiều lời, vội vàng mở miệng nói. Vâng, cẩn tuân tiểu liên hoa phong đại sư tỷ dạy bảo. Đồng dạng nói không kiêu ngạo không xỉm nịnh. Tần Tùng Vân này đối với tư thái đắng đo quả nhiên là vừa đúng, biểu hiện ra một bộ tư thái uy vũ không thể khuất phục, rồi lại vừa đúng biểu hiện thái độ nhận sai. Lý Minh Hà nhất thời cảm giác Tần Tùng Vân này thật đúng là thủ đoạn tốt, trực tiếp dựa thế mà làm, sử dụng dư luận của người chung quanh để ép mình, hơn nữa còn cố ý cường điệu thân phận của mình. Chính mình nếu như tiếp tục khó xử sẽ lấy danh tiếng lớn hiếp nhỏ, còn có thể trêu chọc đến một ít thanh danh không tốt cho tiểu liên hoa phong. Lý Minh Hà nhất thời có loại cảm giác hữu khí vô dụng, hừ lạnh một tiếng, tự giải quyết cho tốt. Nói xong xoay người rời đi. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 08. Nguyên lai like là võ đang tống thanh thư. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lâm Nguyên không hề biết đại sư tỷ của mình bởi vì buổi sáng gặp mặt sinh ra hiểu lầm, Do đó làm khó một đệ tử ngoại môn. Lúc này nàng đang hoàn thành nhiệm vụ gánh nước mỗi ngày. Dựa theo cách nói của đại sư tỷ, khi nào tu vi khôi phục đến đỉnh cao cảnh giới Tráng Nguyên khi nào thì kết thúc nhiệm vụ gánh nước, đây đã trở thành nhiệm vụ cố định hàng ngày của Lâm Nguyên. Mà đối với nhiệm vụ này, Lâm Nguyên tỏ vẻ rất thích. Hiện tại tố chất thân thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy quả thực là chuyện nhỏ, còn có phần thưởng phong phú có thể lấy, tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Bây giờ thử Nga Mi Tâm Pháp và Nga Mi khinh Công xem. Lâm Nguyên một bên đi xuống núi, một bên chuẩn bị thí nghiệm một phen. Nga Mi Tâm Pháp vận chuyển, trong phút chốc, một dòng nước ấm xuất hiện trong kinh mạch, tinh nguyên từ trong tứ chi bách hài không ngừng bị lấy ra. Theo kinh mạch hướng đang điền hội tụ, lại từ đang điền hướng các đại huyệt khiếu chạy tới. Giờ phút này đang điền cùng kinh mạch giống như đại đạo rộng rãi cùng kho hàng thật lớn, không còn là con sông nhỏ xinh đẹp cùng nhà tranh thấp bé cảm giác súng chim đổi pháo quả nhiên là thoải mái. Theo tinh nguyên không ngừng tụ tập, các đại huyệt khiếu phong bế trong phút chốc bị đẩy ra mấy cái. Lâm Nguyên cũng từ tráng nguyên tam trọng biến thành tráng nguyên ngũ trọng. Nhìn tốc độ thăng cấp, mục tiêu cuối cùng tuyệt đối không chỉ có tráng nguyên ngũ trọng. Lâm Nguyên trong lòng vui vẻ, xem ra tẩy tủy đang thêm tiểu hoàng đan này quả nhiên có hiệu quả. Dược lực của tiểu hoàng đan đại bộ phận đều cất giấu ở trong tứ chi bách hài của Lâm Nguyên, hơn nữa tố chất thân thể lúc trước cực nhanh tăng lên, khiến cho tinh nguyên cuồn cuộn không ngừng bị rút ra, không có chút ý tứ khô kiệt nào. Càng mấu chốt chính là, tinh nguyên từ trong đan điền chảy ra sau đó biên càng thêm ôn nhuận, tẩm bổ thân thể các nơi, cái này hình thành một cái hoàng mỹ tăng ít bế hoàng. Nhiệm vụ gánh nước không ngừng hoàn thành, điểm thuộc tính của Lâm Nguyên lại tăng lên trên diện rộng. Đồng thời tu vi tăng lên tốc độ nếu để cho người ta biết, khẳng định nghẹn hồng nhìn trân trối thời gian một ngày đã từ tráng nguyên tam trọng đạt tới đỉnh cao của tráng nguyên cảnh có thể lần nữa trùng kích nội khí cảnh một khi bước vào nội khí cảnh tu thành nội lực liền có thể tiến hành nội môn đệ tử khảo hạch đến lúc đó liền không cần cả ngày chạy về có thể trực tiếp ở tại tiểu liên hoa phong đệ tử ngoại môn vô luận là đệ tử của ai trước khi đạt tới đệ tử nội môn đều ở trong khu vực đệ tử ngoại môn hoàn cảnh cư trú khẳng định không thể so sánh với đệ tử nội môn lâm nguyên nơi ở đã xem như tốt tuy rằng hẻo lánh nhưng là không có bao nhiêu người quấy rầy hơn nữa tới gần tiểu liên hoa phong nhưng vô luận nói như thế nào cũng không thoát ly phạm trù đệ tử ngoại môn cần mỗi ngày đều từ trên xuống dưới liên hoa phong rất lãng phí thời gian nhiệm vụ gánh nước một ngày cho tới buổi sáng đã hoàn thành chuyến cuối cùng gặp lý minh hà từ dưới chân núi chạy tới sư tỷ lâm nguyên sau khi lên tiếng chào hỏi chọn nước bước đi như bay, tốc độ rất nhanh. Một trận gió thơm xông vào mũi, Lý Minh Hà cầm túi vải trong tay hơi siết chặt đặt ở phía sau, nhìn tốc độ không giảm mà còn tăng, khóe miệng lộ ra ý cười. Lúc trước cô dặn có với Trương Hiểu Âu một phen, sau đó ra chợ mua một túi thơm chuẩn bị đưa cho Lâm Nguyên. Chỉ là ngửi mùi thơm Lâm Nguyên để lại sau khi rời đi nhịn không được trong lòng suy đoán có phải mình mua muộn một chút hay không. Là người nào đã tặng túi thơm sao? chẳng lẽ lâm nguyên sư muội đã có ý trung nhân không đời nào tuyệt đối không thể nào người bình thường như tiên tử làm sao có thể tùy ý lựa chọn ý trung nhân lý minh hà suy nghĩ lung tung không hề chú ý tới tốc độ hiện tại của lâm nguyên vượt quá dự đoán của cô tốc độ như vậy cho dù là đệ tử nội môn cũng không nhất định có thể theo kịp vừa mới đổ đầy mười vải nước tiểu sư tỷ ôn nhu triệu linh châu liền sôi nổi chạy tới lâm sư muội Lâm sư muội, ta nghe dưới chân núi sư muội nói, sư phụ đã trở lại, chúng ta nhanh lên lấy nên đón đi. Lâm Nguyên ngẩn ra, sư phụ đã trở lại. Lần này sư phụ tỉnh không xuống núi nguyên nhân chủ yếu chính là nghe nói trên giang hồ đại minh xuất hiện một gốc túy tâm thảo, có thể dùng để rèn luyện khí huyết, cải thiện tư chất. Chỉ là bực này hiếm thấy bảo vật, cũng là khó được, đại lượng giang hồ cao thủ phân đạp tới, đều muốn này một gốc khó được bảo thảo cho tiểu bối nhà mình cải thiện tư chất sư phụ tỉnh không của lâm nguyên tự nhiên cũng muốn gốc túy tâm thảo này cải thiện tư chất cho lâm nguyên nhưng thực lực bản thân tỉnh không không tính là đứng đầu chỉ là thực lực hậu thiên cửu trọng ở đông đảo cao thủ giang hồ trước mặt mọi người giống như muối bỏ biển cơ hội đoạt được thật sự là xa vời chỉ là cơ hội như vậy thật sự là khó có được thế nào cũng phải đi một chuyến hiện tại so sánh với túy tâm thảo chuyện tình đã kết thúc tỉnh không liền trở lại lâm nguyên và triệu linh châu nhanh chóng chạy đến trước cửa núi một lão bà bà mặc quần áo nguyệt bạch tóc bạc nhan sắc trẻ con trước ngực dính đầy vết máu dưới sự dịu đỡ của một thanh niên tuổi tác không lớn tướng mạo thanh tú khập khiển đi về phía tiểu liên hoa phong sư phụ sư phụ sư phụ ba tiếng kêu to lâm nguyên triệu linh châu lý minh hà ba người chấn động đều vội vàng hướng tỉnh không chạy tới giờ phút này khí tức tỉnh không phù phiếm vết máu trước ngực sầm sầm hiển nhiên bị trọng thương ba người cùng tiến lên đỡ tỉnh không thanh niên thanh tú lúc này mới buông tay hai tay ông quyền hành lễ với ba người lâm nguyên lúc nhìn thấy triệu linh châu ánh mắt sáng ngời nữ tử thật thanh tú chờ đến khi nhìn thấy lâm nguyên châu chợt cảm thấy đây không phải là tiên tử trên trời hạ phàm sao cả người ngây ngẩn cả người thế gian lại có nữ tử xinh đẹp như thế so với chỉ nhược mùi mùi còn xinh đẹp hơn ba phần hoàn toàn quên lễ nghĩa ba người lâm nguyên đương nhiên cũng chú ý tới thanh niên lý minh hà thấy thanh niên vẫn nhìn chậm chậm lâm nguyên nhất thời trong lòng không vui không giấu vết chặn ánh mắt đem lâm nguyên chắn ở phía sau đa tạ tống sư điệt đưa đến đây là được rồi tỉnh không được lý lâm nguyên triệu linh châu hai người đỡ hơi không người với thiếu niên thanh tú thanh niên thanh tú không phải ai khác chính là võ đan tống thanh thư nhân tài kiệt xuất trong thánh địa võ đan tuổi còn trẻ cũng đã là hậu thiên cửu trọng cao thủ kém một bước bước vào tiên thiên thực lực để cho hắn ở tuổi này bên trong đủ để kiêu ngạo thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết thời gian hoạt động ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 chương 09 muốn làm liếm chó tống thanh thư bước vào bạn đang nghe tại truyện chấm audio tống thanh thư lúc này mới phục hồi tinh thần lại nhanh chóng không kiêu ngạo không xỉn nịnh đáp lại sư thúc khách khí đây là việc vãn bối nên làm gia phụ từng dặn ta nhất định phải hộ tống sư thúc đến nha mi hôm nay xem như đại công viên mãn tống thanh thư chấp tay chấp lễ sau đó quay đầu nhìn về phía ba người lâm nguyên tại hạ đường đột không biết mấy vị này là tỉnh không mỉm cười đáp lại đây là ta mấy cái bất thành khí đồ nhi các ngươi còn chưa gặp qua tống sư huynh lý minh hà khẽ không người nhưng thủy chung chắn ở giữa tống thanh thư và lâm nguyên thư lâm nguyên và triệu linh châu một trái một phải đỡ tỉnh không cũng không chào nhưng ba người trăm miệng một lời nói bái kiến tống sư huynh lúc này tống thanh thư vừa mới xuống núi rèn luyện còn không có trải qua nhiều chuyện như vậy nhất thời bị oanh ca yến ngữ này chào hỏi xấu hổ đỏ mặt Giáo dục tốt làm cho hắn kịp thời phản ứng lại, Thanh thư gặp qua mấy vị sư muội. Trên người sư thúc có thương tích, Thanh thư tạm thời sẽ không quấy rầy, ngày khác lại đến bái phỏng. Lý Minh Hà làm đại đệ tử, thay sư đáp lời, như thế, đa tạ Tống sư huynh, ta tiễn Tống sư huynh. Nhanh chóng đưa tên kia đi, điều này làm cho cô có loại cảm giác nguy cơ nhàn nhạt. Tổng Thanh thư đáp lễ, làm phiền lâm nguyên và triệu linh châu đỡ tỉnh không trở lại phòng tu luyện nhất thời đều có chút lo lắng tỉnh không đối với bọn họ là thật sự tốt vô luận là đại đệ tử hay là nhị đệ tử tam đệ tử cho tới bây giờ đều là không thể nói có thể cho tốt nhất tuyệt đối cho tốt nhất không cho được đều sẽ nghĩ biện pháp đi tranh thủ cho nên ba người lâm nguyên kính trọng bên ngoài không gian tĩnh lặng sư phụ ngài không sao chứ đây đã là lần thứ tư lâm nguyên hỏi thật sự là vết thương của tỉnh không có chút dọa người tỉnh không lắc đầu đã không có việc gì lần này phải đa tạ võ đang phái mấy vị đại hiệp các ngươi ngày sau rảnh rỗi phải thân cận với võ đang đa vết thương của tỉnh không là lúc cướp đoạt túy tâm thảo bị một đám hắc y nhân đánh lén tạo thành may mắn võ đang tống viễn kiều kịp thời xuất thủ đem hắc y nhân đánh lui lúc này mới bảo trụ tánh mạng nhưng điểm chết người không phải thương thế mà là độc một loại tổn thương căng cơ hơn nữa ăn mòn tu vi kỳ độc võ đang đều cầm loại độc này không có chút biện pháp nào sự kiện túy tâm thảo lận này trên thực tế cũng chỉ là âm mưu là ngụy trang do vương triều đại nguyên thả ra mục đích chính là vì khiến cho nhân sĩ giang hồ đại minh công phạt lẫn nhau từ đó giảm bớt thực lực giang hồ đại minh chỉ là không nghĩ tới bị võ đang sớm phát hiện lúc này mới có võ đang bảy hiệp đồng thời xuống võ đang tiến hành ngăn cản sự tình Hoàn toàn là chuyện lần này lại một lần nữa thành tựu võ đang uy danh. Giang hồ nghe đồn võ đang thất hiệp thực lực cũng không đủ để gánh vác nổi uy danh của bọn họ. Lại không nghĩ tới lần này ra tay, võ đang thất hiệp toàn bộ đều là tiên thiên cấp bậc trở lên tông sư thực lực. Trong đó võ đang Tam hiệp Du đại nham, Nhị hiệp Du Liên Chu, Đại hiệp Tống Viễn Kiều lại càng có chiến lực cấp bậc đại tông sư. Lần này võ đang một lần nữa chứng minh danh hiệu không hổ là thánh địa mà tỉnh không may mắn sống sót trong sự kiện lần này lại bởi vì nga mi cùng võ đang giao hảo lúc này mới an bài tống thanh thư hộ tống tỉnh không trở về nga mi đồng thời cũng là vì hướng nga mi giải thích một chút chuyện lần này trải qua ngoài dự liệu của tống viễn kiều lần này phái tống thanh thư đi ra khiến cho hồn của tống thanh thư bị câu đi căn bản là không muốn quay về võ đang lần này sau khi tống thanh thư gặp được lâm nguyên cảm giác mùa xuân của mình đã tới cả ngày đều là trà không nhớ cơm không nghĩ đến giọng nói của lâm nguyên liền ở lại cổ trấn dưới chân núi nga mi này nghĩ đến ngày đó lại đi gặp lâm nguyên hoặc là ngẫu nhiên gặp được chỉ là thanh danh của lâm đình trong đám đệ tử ngoại môn được lợi từ cống hiến của tần tùng vân và lăng hồi tuyết khiến cho có chút khó nghe Tổng thanh thư là ai vậy đây chính là môn sinh đắc ý của võ đan tự có một phen phán đoán nhưng trong lòng hắn có chút hy vọng lâm nguyên là loại nữ nhân ái mộ hư vinh yêu thích cường giả trong lời đồn đãi như vậy mình mới có thể càng có cơ hội cho nên tống thanh thư một bên tin tưởng ngoại môn đệ tử bên trong đồn đãi một bên tin tưởng vững chắc lâm nguyên không phải cái dạng kia có chút mâu thuẫn khiến cho không thể nào phán đoán do đó đối với lâm nguyên càng thêm để ý thông qua một phen giải thích của tỉnh không lông mày lâm nguyên hơi nhíu lại thương thế của tỉnh không nếu xuất hiện đảo ngược gì lớn, đã kích đối với tiểu liên hoa phong sẽ là trí mạng. Rất có thể các nàng sẽ rời khỏi tiểu liên hoa phong. Đây chỉ là phương diện lợi ích, còn có một phương diện, đó là, lâm nguyên ấy nấy với tỉnh không. Tỉnh không lần này tiến đến cướp đoạt túy tâm thảo cũng không phải vì mình, mà là vì lâm nguyên. Tư chất của đại đồ đệ Lý Minh Hà không thể nghi ngờ là thượng đẳng, tư chất của nhị đồ đệ Triệu Linh Châu cũng không kém chỉ có tư chất của Lâm Nguyên không tính là tốt, nhiều nhất cũng chỉ là bình thường. Cho nên tỉnh không mới muốn cướp đoạt túy tâm thảo này cho Lâm Nguyên dùng. Chỉ là tạo hóa trêu người, không chỉ không có thành công ngược lại tổn thương căn cơ của mình, còn chủng độc, thời tà mệnh tà. Tâm nhãn Lâm Nguyên không lớn, đối với đám người trọng thương tỉnh không kia, Lâm Nguyên quyết định sớm muộn gì cũng phải trả thù. Hiện tại thực lực không đủ, vẫn là mau chóng tăng lên tu vi trọng yếu, cho nên đêm đó lâm nguyên liền chuẩn bị đột phá tới nội khí cảnh dẫn dắt tinh nguyên quanh thân hội tụ trong đan điền bắt đầu tiến hành tinh khiết áp súc dần dần ở trong đan điền mở ra một cái hồ nước nhỏ đại lượng tinh nguyên hội tụ ở đây càng ngày càng nhiều dần dần hình thành một cái khí xoáy sau đó luồng nội lực thứ nhất được khí xoáy tinh khiết đi ra thình thịch một tiếng đại lượng nội lực trong nháy mắt xuất hiện vốn chỉ có một tia nội lực nhanh chóng bành trướng đến một dòng suối nhỏ nội lực nhỏ giọt bắt đầu vận chuyển dọc theo kỳ kinh bát mạch tinh nguyên hội tụ trong đan điện bắt đầu cuồn cuộn không ngừng chuyển đổi thành nội lực bổ sung vào trong từng dòng nhỏ cho đến khi tất cả tinh nguyên toàn bộ chuyển hóa thành nội lực khí xoáy biến mất không thấy kỳ kinh bát mạch cùng đan điện bên trong tràn ngập toàn bộ là nội lực đến lúc này lâm nguyên thành công phá như nội khí cảnh Tráng nguyên cảnh từ tầng 1 tới tầng 9 cần đã thông 12 khiếu huyệt, mà nội khí cảnh thì cần đã thông 36 khiếu huyệt. Lâm Nguyên hiện tại nội lực phổ vừa xuất hiện liền phát động công kích khiếu huyệt trong kinh mạch. Liên tiếp đã thông 12 khiếu huyệt lúc này mới dừng lại. Lúc này Lâm Nguyên đã thành tựu nội khí tam trọng cảnh giới. Mấu chốt hơn chính là kinh mạch của Lâm Nguyên rộng hơn người khác mấy lần, điều này đại biểu cho tốc độ vận hành của nội lực nhanh hơn tốc độ ra tay vận công đều vượt qua người thường mấy lần. Đây cũng là sự khác biệt lớn giữa yêu nghiệt và người bình thường. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 10. Khảo hạch đại điện. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mặt trời mới lên, hồng quang chiếu xuống mặt đất, một thân ảnh áo trắng chậm rãi đi xuống từ liên hoa phong không phải người khác chính là lâm nguyên lúc này lâm nguyên áo trắng bồng bềnh cầm trong tay một thanh thiết kiếm đón lấy ngọn núi giống như trích tiên bình thường thân hình chớp động tốc độ cực nhanh chỉ trong chốc lát đã đi được mấy chục mét chỉ hai chén trà cũng đã đến chân núi tiểu liên hoa phong một đường đi về phía trước rất nhanh liền đến ngoại môn đệ tử tụ tập nơi giờ phút này nàng đã tiến vào nội khí cảnh tam trọng sáng sớm liền bỉnh minh tỉnh không muốn tham gia nội môn đệ tử tuyển chọn lần này không chỉ tỉnh không cảm thấy kinh ngạc nhị đệ tử triệu linh châu đại đệ tử lý minh hà đều lộ ra biểu tình không thể tin lý minh hà trực tiếp đưa tay dò xét kết quả phát hiện lâm nguyên không chỉ không có bởi vì mạnh mẽ tiến vào nội khí cảnh sinh ra khí huyết phù phiếm ngược lại nội tức trầm ổn hữu lực nghiễm nhiên căng cơ vững chắc bộ dáng phải biết rằng lâm nguyên từ tẩu hỏa nhập ma tu vi ngã tới tráng nguyên tam trọng đến bây giờ bước vào nội khí cảnh mới qua vẻn vẹn vẻ năm ngày thời gian năm ngày này coi như là một ngày một trọng cảnh giới cũng không có khả năng đạt tới nội khí cảnh nhưng lâm nguyên xác thực đạt tới tu vi nội khí cảnh điều này làm cho người ta cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt nhìn về phía lâm nguyên không chỉ có kinh ngạc mà còn là lo lắng Lo lắng lâm nguyên là sử dụng một số phương pháp kích phát tiềm lực, phương pháp này tuy rằng tăng lên rất nhanh, nhưng di chứng cũng lớn. Tỉnh không càng là có chút oán hận chính mình, đều là bởi vì sư phụ mình không chịu thua kém, khiến cho đồ đệ không thể không cố gắng, nàng não bổ có chút lợi hại. Nhưng chuyện đã đến nước này, tỉnh không cũng không thể làm gì, chỉ có thể để cho Lâm Nguyên tiến đến tham gia khảo hạch đệ tử nội môn, đồng thời đưa ra một bức thư có in tên mình chứng minh lâm nguyên là có một cái phẩm đức cao thượng đệ tử có thể dẫn vào nội môn đây là một thủ đoạn của nga mi trước khi tiến hành khảo hạch đệ tử nội môn nhất định phải nắm giữ thủ thư của người tiến cử dùng để chứng minh mình tuyệt đối trung thành với môn phái đồng thời sau khi bước vào nội môn nếu như đệ tử phạm sai lầm như vậy người giới thiệu sẽ bị ngồi liên tục đồng dạng sẽ bị trừng phạt đây là một điều luật sắc nga mi ngăn chặn đệ tử làm loạn lúc này lâm nguyên đã đến đại điện khảo hạch nga mi ở chỗ này sẽ tiếp nhận nhiệm vụ thí luyện trước khi bước vào nội môn đây cũng là một cửa quan trọng khảo sát tâm tính thủ đoạn hành sự của đệ tử ở chỗ này có các loại lệnh treo thưởng đều là một ít đã từng đối với nga mi tạo thành thương tổn người hoặc là đại minh vương triều ban phát lệnh treo thưởng hoàn thành nhiệm vụ treo giải thưởng khác nhau sẽ đạt được điểm cống hiến môn phái khác nhau điểm cống hiến môn phái có thể dùng để đổi các loại đạo cụ công pháp của môn phái. Điểm cống hiến của môn phái không được trao đổi, tặng cho, đây là để phòng ngừa các đệ tử nội đấu khi dễ lẫn nhau. Mỗi một điểm cống hiến môn phái đều đặc biệt trân quý, cũng là thứ mà đệ tử thăng chức tất không thể thiếu. Đệ tử ngoại môn bước vào nội môn cần điểm cống hiến là 200. Mà một cái tập hung nhiệm vụ dựa theo thiên địa huyền hoàng phân chia về sau, chữ vàng tập hung nhiệm vụ cống hiến điểm mới 10 điểm, chữ thiên cống hiến điểm tương đối nhiều trọn vẹn 100 điểm. Nói cách khác muốn bước vào nội môn, ngoại trừ phải có đầy đủ tu vi, còn phải có đầy đủ cống hiến. Lúc này trong đại điện khảo hạch 10 đại đệ tử ngoại môn đều ở trong đó. Thực lực của bọn họ đều đã đạt tới nội khí cảnh, chỉ là bởi vì muốn chiếm lấy ngoại môn 10 đại đệ tử danh hiệu, cho nên vẫn không muốn bước vào nội môn. Dù sao thà làm đầu gà không làm đuôi phượng cũng thịnh hành trong đám đệ tử ngoại môn Nga Mi chỉ là năm nay không giống như ngày xưa, năm nay nội môn đệ tử sẽ cử hành nội môn đại tỷ. Đến lúc đó sẽ thả xuống một ít phần thưởng, nghe nói phần thưởng tương đối phong phú, là một khoản tài nguyên tu luyện không nhỏ. Những đệ tử ngoại môn này ở ngoại môn ngay người 4 5 năm có tư cách bước vào nội môn giờ phút này đều khẩn cấp đi tới khảo hạch đại điện. Mục đích không cần nói cũng biết. Lâm Nguyên đến nhất thời gây ra chấn động những người này đều biết lâm nguyên là công nhận ngoại môn đệ nhất mỹ nữ đây là không thể tranh luận vô luận mặt khác mấy vị như thế nào bôi đen cũng không thể che giấu đi sự thật chỉ từ khí chất và mỹ mạo mà nói lâm nguyên và chính đại mỹ nữ còn lại không cùng một đẳng cấp hoàn toàn nghiện ép thế cục nghe nói đệ nhất mỹ nhân nga mi chu chỉ nhược chỉ xét về mỹ mạo mà nói đã yếu đi ba phần cũng chính là chu chỉ nhược tư chất quá tốt nếu không đệ nhất mỹ nhân Nga mi này là ai thật đúng là chưa biết. Mau nhìn, đó không phải là Lâm Nguyên sao? Đúng đúng. Quả nhiên giống như tiên tử. Nghe đồn nàng là Nga mi đệ nhất mỹ nhân. Nói bậy, đệ nhất mỹ nhân Nga mi là Chu Chỉ Nhược. Không, không phải, ta nói là đệ nhất mỹ nhân, không bao gồm thiên phú loại kia. Vậy cái này tuyệt đối xứng đáng. Lâm Nguyên này đến đây làm gì? không phải nói tư chất của cô ấy rất kém cỏi sao? Nghe nói nàng về sau nhất định là môn phái dùng để thông gia công cụ, như thế nào chạy tới nơi này? Chẳng lẽ là muốn tiến hành khảo hạch nội môn? Nàng mới nhập môn không đủ hai năm, hơn nữa tư chất bình thường, coi như là có trưởng lão ân cần dạy dỗ, cũng không thể nhanh như vậy bước vào nội khí cảnh. Đi qua xem chuyện gì xảy ra. Tại một mảnh nha miên ngoại môn đệ tử trong tiếng thảo luận, Lâm Nguyên mặt không chút thay đổi đi tới khảo hạch đại điện khảo hạch chỗ quan. Quan khảo hạch là một nữ tử thân hình cao lớn, tên gọi là Trương Tử Lâm, cao hơn Lâm Nguyên nửa cái đầu, ước chừng cao 1m87, so với thắt lưng Lâm Nguyên cường tráng ít nhất gấp 3 lần. Vừa nhìn liền cảm giác áp bách 10 phần. Khó trách có thể kinh sợ những đệ tử ngoại môn tâm cao khí ngạo xung quanh. Trương Sư Thúc, ta tới nhận nhiệm vụ khảo hạch nội môn. Giọng Lâm Nguyên rất nhẹ, vị này là sư đệ của sư phụ mình. Trương Tử Lâm khẽ gật đầu, đối với vị đồ đệ sư tỷ tỉ tỉnh không này tự nhiên là sớm có nghe nói, nghe đồn tướng mạo so với thiên tiên, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường. Ân, ừ, sư chất nếu đã tới nơi này, như vậy đối với nội môn khảo hạch nhiệm vụ hẳn là có hiểu biết, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nơi này tổng cộng có bốn cấp bậc nhiệm vụ, ngươi muốn nhận cái nào? Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.